tranh cãi Trấn Thành thiếu tinh tế hay Tờ Linh dở ứng xử. Trong lễ trao giải Rap Việt mùa 2, phần giao lưu giữa Trấn Thành và Tờ Linh đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cụ thể, sau khi Tờ Linh thành khách mời góp giọng tại chương trình với ca khúc Gái Độc Thân, MC Trấn Thành đã hỏi cô nàng về tình trạng yêu đương hiện tại. Cụ thể, anh hỏi, em hát bài Gái Độc Thân này là chỉ hát thế thôi hay hiện giờ vẫn đang độc thân? Tuy nhiên, đáp lại câu hỏi của nam MC, Tờ Linh đã thẳng thừng với đàn anh có thể hỏi câu nào tinh tế hơn được không? Liên tiếp đó là hàng loạt các khoảng cách ngượng ngùng, người hỏi không hiểu khách mời thì chẳng có gì trong đầu sẵn để chia sẻ. Cứ thế khán giả phải chứng kiến những màn ậm ờ, cứu vãn trong vô vọng từ MC. Sau khi đoạn đối thoại của cả hai lên sóng truyền hình trực tiếp, cộng đồng mạng đã chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận đồng tình với Tờ Linh cho rằng MC Quốc Dân đã đưa ra câu hỏi kém duyên về tình trạng yêu đương, trong khi chuyện chia tay giữa Tờ Linh và MC K ai nấy đều nắm rõ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đa phần cư dân mạng lại bênh vực Trấn Thành, cho rằng nam MC đặt câu hỏi như thế là chuyện thường tình, vì rõ ràng Tờ Linh đã hát ca khúc Gái Độc Thân, ít nhiều có liên quan đến thắc mắc của nam MC. Là đàn em mới vào nghề, thay vì nhận xét thẳng thừng Trấn Thành thiếu tinh tế, Tờ Linh có nhiều cách nói khác để nhờ nam MC đổi câu hỏi. Còn bạn, bạn thấy Trấn Thành hay Tờ Linh mới là người thiếu tinh tế trong cuộc phỏng vấn này? Đến đây thì bản tin của Hóng Showbiz xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc xin vui lòng để lại vào bình luận bên dưới. Nếu quý vị quan tâm đến cập nhật tin tức nổi bật trong ngày thì đừng quên ấn nút đăng ký và bật thông báo. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.